Thưa quý vị, cùng với các loại hình vận tải hành khách khác trên địa bàn tỉnh, Bình Dương cũng đã hình thành nhiều mô hình xe buýt công cộng và ngày càng hoạt động hiệu quả, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài đầu tư phương tiện công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường, các đơn vị vận tải bus trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm và đầu tư trang thiết bị tiện ích hiện đại, thuận lợi cho người dân như máy bán vé tự động, vé xe bus điện tử, thiết bị giám sát hành trình cùng hệ thống hạ tầng, nhà chờ hiện đại. Đặc biệt với app Bus Map, hành khách có thể dễ dàng nắm thời gian và lịch trình của các tuyến bus. Công ty hoạt động theo cái mô hình là dịch vụ phong cách Nhật, tiện nghi, an toàn và trách nhiệm. Thì cho đến nay thì công ty đã góp phần vào cái một phần nhỏ bé vào cái sự phát triển của thành phố mới Bình Dương, nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Cùng với đó, hiện nay, nhiều đơn vị đang áp dụng chính sách miễn giảm đến 50% giá vé đối với người có công với cách mạng, thương bệnh binh, người trên 60 tuổi, học sinh sinh viên, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như cán bộ công chức viên chức, công nhân lao động tại các công ty xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp đang xây dựng cái phương án là bán vé để tạo điều kiện cho người dân đi lại cho thuận tiện. Tuyến là trong năm nay sẽ khai trương thêm hai cái tuyến Tân Nguyên và Dĩ An để phục vụ tốt hơn nữa cho cái người dân của thành phố Bình Dương nói riêng và người dân của tỉnh Bình Dương nói chung trong cái giao thông công cộng. Với việc không ngừng đầu tư phương tiện, trang thiết bị và đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị vận tải hành khách công cộng bus, đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Qua đó, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.